Alo alo, lại là Hà và những video gói hàng theo yêu cầu đây. Hà sẽ không bật mí với ai là gói hàng cho bạn Thảo Linh đâu. Có thể các bạn chưa biết, nhà Hà ba đời bán Squishy iPhone mà Hà là đời đầu nha. Đây là một sản phẩm mang tính đột phá với đường nét tinh xảo và công năng giảm stress vượt trội, chất liệu thân thiện với môi trường, bề mặt giáp băng keo trong, bóng loáng mướt mịn, tăng chậm theo ý thích, không sợ rơi vỡ. Đơn hàng nào Hà cũng tặng kèm rất nhiều sticker luôn. Và đặc biệt trong tháng 5 này, với đơn hàng trên 50k Hà tặng thêm cho các bạn một túi giấy nữa nha. Nếu bạn yêu quý và ủng hộ Hà, hãy ghé thăm shop Hà ngay cả khi không mua hàng nhé, để shop của Hà sớm trở thành shop yêu thích nha.